xin mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về một vấn đề. Trước hết, xin mời các bạn xem qua hình ảnh và cho tôi biết hình ảnh này các bạn liên tưởng tới vấn đề gì? Chính xác, đó chính là nhiễm khuẩn bệnh viện hay còn gọi là nhiễm trùng bệnh viện. Vậy, nhiễm khuẩn bệnh viện là gì và cụ thể như thế nào? Xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết. Nhiễm khuẩn bệnh viện, chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa và dịch tễ. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về nguồn lây nhiễm. Thứ ba, chúng ta tìm hiểu về các loài nhiễm trùng bệnh viện. Thứ tư, chúng ta tìm hiểu về hậu quả của nhiễm trùng bệnh viện. Và cuối cùng là các biện pháp khắc phục. Đầu tiên, xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa và dịch tễ. Trước hết, định nghĩa về nhiễm khuẩn bệnh viện là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh điều trị tại bệnh viện. Và nhiễm khuẩn này không hiện diện cũng như không nằm trong giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường xuất hiện sau 48 giờ kể từ khi người bệnh nhập viện. Phần dịch tễ học. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các quốc gia phát triển chiếm khoảng 5%. Trong khi đó, tại các nước thu nhập thấp và trung bình chiếm 5,7-19,1% trên tổng số người nhập viện. Còn tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện từ 3,5-10% số người nhập viện. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện và tỷ lệ tử vong. Vậy, đối tượng nào có nguy cơ? Đó chính là người bệnh, người thăm nuôi, những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể như người lớn tuổi, trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng và cũng có thể là nhân viên bệnh viện thường xuyên tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh trong khi cơ thể có sức đề kháng kém, tình trạng vệ sinh và bảo hộ lao động chưa được cải thiện. Con đường lây nhiễm như thế nào? Có 3 con đường lây nhiễm chính, đó chính là lây qua không khí, lây trực tiếp và lây qua các dụng cụ y tế. Nguyên nhân lây nhiễm đó là gì? Nguyên nhân lây nhiễm đó chính là do không khí trong môi trường bệnh viện bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, bệnh viện lây lan theo các giọt nhỏ hoặc các hạt bụi lơ lửng trong không khí. Thứ hai, do thực hiện nhiều thủ thuật xâm lấn, do dụng cụ y tế, thực phẩm, nước bị nhiễm khuẩn. Thứ ba, do nhân viên y tế, đặc biệt là bàn tay nhân viên y tế trước và sau khi chăm sóc bệnh được xem là nguyên nhân quan trọng nhất. Và cuối cùng là do sự lây lan từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác trong thời gian nằm viện, đôi khi do những người nhà thăm nuôi. Và tiếp đến là các loài nhiễm trùng bệnh viện thường gặp. Chúng ta có 5 nhóm chính. Đầu tiên là nhóm nhiễm trùng tiểu. Tiếp đến là nhiễm trùng mổ, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng huyết. Và cuối cùng là nhiễm trùng các virus viêm gan B, C và HIV. Trong đó, theo khảo sát, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Vậy, hậu quả của nhiễm khuẩn bệnh viện là gì? Đó là kéo dài thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, tăng chi phí chăm sóc và thuốc, nhất là kháng sinh, tăng nguy cơ tử vong gấp 2-4 lần
nếu nhiễm trùng bệnh viện là viêm phổi hoặc nhiễm khuẩn máu. Thứ tư, việc sử dụng kháng sinh trong bệnh viện không đủ sẽ càng làm thúc đẩy việc cho lọc vi khuẩn đề kháng và làm gia tăng sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, có khả năng gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Trước những hậu quả vô cùng nguy hiểm của nhiễm khuẩn bệnh viện, vậy chúng ta có những biện pháp nào để ngăn chặn những nguy cơ, những rủi ro? Đầu tiên là tăng cường sức đề kháng của bệnh nhân, loại bỏ nguồn lây nhiễm, ngăn chặn đường lan truyền của vi khuẩn, rửa tay giữa những lần tiếp xúc với người bệnh, cách ly thích đáng những bệnh nhiễm trùng dễ lây truyền. Những biện pháp phòng ngừa không những áp dụng với người bệnh mà cả với nhân viên y tế. Nhân viên y tế phải thường xuyên rửa tay đúng quy cách trước và sau khi mổ, sau khi xử lý vật dụng cá nhân. Mang găng tay khi tiếp xúc với máu, chất dịch, chất tiết, chất thải, những đồ vật nhiễm trùng. Và luôn đeo khẩu trang. Nhân viên y tế phải sử dụng cẩn thận kim tiêm, các vật dụng sắc nhọn. Bệnh viện phải đủ các phương tiện chăm sóc hàng ngày, lau chùi, tẩy uế các bề mặt, môi trường bệnh viện. Bệnh viện đảm bảo các dụng cụ y tế như ống nội soi đã được tiệt trùng. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.